tôi nghĩ trong đầu á, mình một người mình giúp được nhiều người, nhưng mà chưa chắc là bằng nhiều người giúp được nhiều người. Cho nên tôi mới chỉ hết những cái gì mà có, và tôi cố gắng làm gì cho nó dễ mà đừng có phức tạp để ai cũng học được. Nhiều người ta tốn bao nhiêu tiền không hết mà về số 7 số 3 mấy cha thầy tào lao bác đế em thì nó nói vậy, cái mình nghe cái mình tự ái, mà nó không, không phải đâu. Đừng có nghĩ rằng nó rẻ tiền mà nó là không có hiệu quả, mà nó có hiệu quả nhưng mà tại vì nó rẻ tiền cho nên người ta coi thường. Cứ thử đi, thì mình nói cái lời nhỏ nhẹ rồi mình dụ người ta đi cho người ta khỏi bệnh. đừng có nói mình chữ, đừng nói mình chữ thề mình nói tao chỉ chuyện làm con chị mẹ mình chứ mất đức hết. Cho nên là công đức là chỗ đó ha, chứ còn phải là mình cho ta nhiều tiền. Còn tôi á thì thiệt ra là cái đề mà tôi nghĩ trong đầu á, mình một người mình giúp được nhiều người, nhưng mà chưa chắc là bằng nhiều người giúp được nhiều người. Cho nên tôi mới chỉ hết những cái gì mà có, và tôi cố gắng làm gì cho nó dễ mà đừng có phức tạp để ai cũng học được, để ai cũng có thể làm được. Do vậy á, mà muốn làm giàu á, tôi không cần đi dạy bán tào lao này chứ. Tôi mở cái phòng khám giống như ông thầy Gò Công đó, thấy không? Vô dứt lần có nửa tiếng hồ nhiêu không tới nữa, tính người 1.650.000. Thì bây giờ đưa vô như tay chân dở không nổi, cái là bấm cái là nói chuyện là dở tay dở chân rồi đi đứng ào ào thì ăn tiền rồi, đúng không? Như ông này qua là ăn 1.650.000 được rồi. Thì như vậy nhiều người vậy mình ăn tiền ngon lắm. Lý do là mà thầy mấy bữa của Yến thật là mình anh có nói nào mệt quá. Đau quá. Lúc nào ảnh vô cũng nhăn nhó chứ các thầy. Nhưng mà ảnh hỏi mà thầy. Mà hôm nay đấu dữ lắm. Lý do mình nó chế bằng em sao biết không thầy? Tại vì còn cái bằng em cái bệnh trở lại. Tại vì lúc trước bác sĩ có training lên rồi. Đó, không được làm nữa. Nhưng mà ham. Vô cũng cạch cái mấy tiếng hồ kiếm mấy. Một ngày có thể kiếm 50 triệu là chuyện bình thường. Ở đây có mấy cô, mấy chú ở Mỹ nói đùa, phải không? Ở qua Mỹ không phải đơn giản mà kiếm một năm 60.000 dễ dàng. Không cần bỏ cái gì hết. Nói bây giờ anh cầm cái license đó, anh đi làm thôi là một năm giá chót xong xuôi còn 60.000. Chi phí xong xuôi trả tiền xe, trả tiền nước nhà, không bao giờ dễ tìm. Thôi giờ dễ tìm. Mà nói khơi khơi mùa Mỹ á, mà để nói á, bước cái mùa Mỹ á, mua được cái nhà 100-200 ngàn, 200-300 ngàn không phải đâu. 15-20 năm chưa trả nổi. Nhưng mà vì cái bằng đó, mình mới không bỏ được, ham quá, hút cạch, đến cái hồ, kiếm trăm bạc luôn. Dễ dàng easy. Nhưng mà bây giờ sao cái hậu quả mang cái bệnh. Giờ nên lý do anh nói hồi đó em ham, bây giờ khi em bệnh xuống rồi anh thấy là nó không giúp được cho mình. Không, nhưng mà tôi hứa là ngày giờ cuối tôi sẽ chữa em. Bây giờ em nói hụt cào cơ đúng không? Chiều đầu cuối giờ này tôi chữa cho em toàn bộ hết. Hôm qua là tôi chữa chơi thôi. Còn trưa nay tôi chữa thiệt. Tôi cho em coi tôi chữa một cái là tay chân em là hoạt động như gió liền. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0
0937 853 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.